Thưa quý vị, không chỉ chung tay góp sức cùng thành phố trong công tác phòng chống dịch COVID-19, các cấp hội cựu chiến binh thành phố Đà Nẵng thời gian qua còn phát động nhiều phong trào hoạt động về môi trường, thu hút đông đảo cán bộ hội viên cựu chiến binh tham gia, qua đó góp phần tôn tạo giữ gìn cảnh quan tại các khu dân cư. Đây là một buổi ra quân môi trường của câu lạc bộ môi trường cựu chiến binh phường Thanh Bình, quận Hải Châu. Hoạt động này diễn ra đều đặn vào sáng chủ nhật hàng tuần kể từ sau khi thành phố bước vào trạng thái linh hoạt kiểm soát hiệu quả COVID-19. Hội viên của cựu chiến binh phường Thanh Bình đấy luôn suy nghĩ rằng là nhận thức rằng đó là cái việc bảo vệ môi trường đó là trách nhiệm của mọi công dân, nhưng nó đồng thời cũng là cái đòi hỏi mọi công dân phải tham gia, mọi tầng lớp tham gia vào. Từ đó mà hội viên là luôn chung tay góp sức để mà tích cực bảo vệ môi trường ở từ khu tổ dân phố, từ cái nhà mình, để góp phần bảo vệ môi trường cùng với thành phố chúng ta, xây dựng thành phố Đà Nẵng chúng ta thành thành phố Đà Nẵng môi trường trong sạch. Hiện nay toàn thành phố Đà Nẵng đã có hơn 100 câu lạc bộ môi trường cựu chiến binh với tổng số gần 3.000 thành viên, gồm cựu chiến binh và đại diện các đoàn thể khác do chi hội trưởng cựu chiến binh khu dân cư trực tiếp làm chủ nhiệm. Việc thành lập các câu lạc bộ môi trường dưới cơ sở hội là một trong những giải pháp hiệu quả của hội cựu chiến binh thành phố, không chỉ góp phần lan tỏa các phong trào vì cộng đồng ở địa phương mà còn giúp thu hút tập hợp hội viên, qua đó góp phần xây dựng củng cố tổ chức hội, nâng cao hơn nữa vai trò trách nhiệm, tinh thần đoàn kết của người lính Cụ Hồ thông qua những buổi sinh hoạt lành mạnh như thế này. Hội binh Phỉnh Bình có một câu lạc bộ môi trường là gồm có là 32 đồng chí. Đó là câu lạc bộ môi trường để tập trung làm chung cả hội. Nhưng mà riêng từng chi hội á thì các câu lạc bộ đó là mỗi chi hội có một tổ vệ môi trường khu dân cư, để khi mỗi khi mà khu dân cư có cái giao quân vệ sinh môi trường thì cái tổ này cũng là tham gia cùng với lại các cái tầng lớp nhân dân khu dân cư để mà góp phần bảo vệ môi trường ở từng khu dân cư. Hội cựu chiến binh tiếp tục phát huy tốt vai trò câu lạc bộ môi trường hiện tại và sẽ phát triển thêm những nơi có nhu cầu để đáp ứng cái nhu cầu làm tham gia bảo vệ môi trường, làm cho thành phố chúng ta đúng là thành phố văn minh, xanh, sạch, đẹp. Đó. Và lực lượng này tôi nghĩ rằng là luôn luôn gương mẫu và rất được sự đồng thuận của cấp ủy chính quyền địa phương, thì tôi nghĩ rằng hoạt động tham gia bảo vệ môi trường của cựu chiến binh Đà Nẵng tiếp tục có hiệu quả và thiết thực. Để hưởng ứng đề án Đà Nẵng thành phố môi trường, trong thời gian tới, các cấp hội cựu chiến binh thành phố đã xây dựng kế hoạch tổng thể, trong đó tiếp tục tập trung vào các chương trình hành động thiết thực, lấy vai trò của hội viên cựu chiến binh làm trung tâm trong các phong trào hoạt động ở địa phương, đồng thời nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ môi trường cựu chiến binh.